Chào các bạn, Canon Series R là một cái hệ thống máy ảnh mới có rất nhiều những cái tính năng mà nó được tích hợp trong máy ảnh. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái việc mà làm hậu kỳ luôn những bức ảnh mà chúng ta mới chụp mà ở ngay trên cái máy ảnh này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng cái máy ảnh Canon R8. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần chi tiết của việc hậu kỳ này. Trong hệ thống menu của việc xem chỉnh sửa hậu kỳ thì có 4 tab. Thường là các tab thứ nhất sẽ thể hiện những cái thao tác cơ bản nhất là bảo vệ hình ảnh, xóa ảnh, xoay ảnh, thay đổi thông tin về hướng hiển thị của hình ảnh hoặc là thước phim, hoặc là đánh giá hình ảnh, hoặc là thứ tự in, tạo photobook. Tab thứ hai thường là những cái thao tác cho việc chỉnh sửa ảnh trực tiếp từ những bức ảnh chúng ta đang có. Chúng ta có thể lựa chọn ở đây hoặc là chúng ta sẽ lựa chọn việc creation, những cái tính năng mà có sẵn. Quick Control Raw, Processing, Cloud Raw. Đây là cái tab mà có khá nhiều tính năng, chúng ta có thể dùng những cái công nghệ có sẵn ở trên máy ảnh của các bạn để có thể điều chỉnh ngay mà không cần thiết phải đưa lên trên điện thoại để điều chỉnh hoặc là mang về làm ở máy. Tab thứ ba là những cái tính năng bổ trợ thêm, ví dụ như là chuyển đổi những bức ảnh HEIF sang JPEG hoặc là biến thành những slideshow hoặc là tạo ra những điều kiện tìm kiếm ảnh hay là xem ROM last seen hoặc là cái quy định là mỗi lần zoom lên thì nó zoom tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, hoặc là khi mà chúng ta xem ảnh thì cái phím xoay này thì nó sẽ có tác dụng gì. Thứ tư là những cái tính năng bổ sung cho việc là playback information, tức là hỗ trợ cho việc hiển thị những thông tin hình ảnh mà chúng ta cài đặt, hoặc là highlight alert cho trường hợp ví dụ như chúng ta có một bức ảnh mà nó cháy sáng quá thì nó sẽ thể hiện để chúng ta biết là bức ảnh này có nên phải còn lại hay không. Và một số cái tính năng khác nữa tôi sẽ giải thích sau trong video này. Đầu tiên là về phần Protect Image, có nghĩa là chúng ta muốn lựa chọn những bức ảnh nào để Protect, tức là không được động chạm đến, thì chúng ta sẽ vào đây lựa chọn. Có khá là nhiều những cái lựa chọn, ví dụ như là chúng ta lựa chọn ảnh hoặc lựa chọn một cái vùng nào đó để chúng ta khóa lại, hoặc là một cái folder nào đó và chúng ta sẽ khóa toàn bộ bức ảnh trong đó. Hoặc là ở đây có một cái là vừa nãy bên trên là khóa, còn đây là mở khóa tất cả những cái bức ảnh trong một folder, hoặc là khóa tất cả bức ảnh trong một cái thẻ, còn đây là mở khóa tất cả các ảnh trong một cái thẻ. Chúng ta sẽ vào đây lựa chọn. Các bạn thích ảnh nào muốn xóa thì các bạn xóa vào đây, ấn nút set là để tiến hành xóa, còn không thích chúng ta sẽ đi được quay lại. Còn select range có nghĩa là nó sẽ hiện lên một loạt cái danh sách, và chúng ta muốn xóa một giải bức ảnh thì chúng ta sẽ vào này để tránh việc phải làm thao tác quá nhiều lần. Chúng ta sẽ chọn ảnh đầu và ảnh cuối để chúng ta khóa. Ok, để chúng ta khóa. Và chúng ta muốn bỏ khóa đi thì chúng ta ấn lại như này. Đó, cũng điểm đầu và điểm cuối thôi. Còn về xóa ảnh thì cũng tương tự. Chúng ta có thể xóa từng ảnh một, hoặc là xóa một nhóm ảnh, hoặc là xóa toàn bộ ảnh trong một folder, hoặc là xóa toàn bộ ảnh trong một cái thẻ. Còn đây là xoay ảnh. Xoay ảnh thì chúng ta chọn một bức ảnh nào đó để chúng ta xoay. Chúng ta có thể ấn nút set để bắt đầu xoay. Đó là xoay ảnh. Còn đây là xoay thước phim. Ví dụ đây là một cái thước phim, và chúng ta sẽ quy định rằng là mỗi lần hiển thị trên điện thoại thì cái phần nào của thước phim sẽ được hướng lên trên. Ví dụ như trên hình thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình chiều ngang của thước phim sẽ hướng lên trên cái mặt, cái mép trên của điện thoại. Ấn lần nữa thì phần bên trái của thước phim sẽ xoay lên trên điện thoại. Ấn lần nữa là xoay bên trái, tức là cái hướng bên trái của thước phim sẽ xoay lên phía điện thoại, xoay lên trên điện thoại. Tùy vào từng bức ảnh để các bạn có thể xoay sao cho phù hợp. Tiếp nữa là về rating, là đánh giá sao. Cái đánh giá sao này nó cũng là một trong những cái điều kiện để sau này các bạn muốn chọn lọc thì chúng ta có thể lựa chọn theo những cái bức ảnh đã được đánh dấu sao. Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều cho việc chúng ta tìm kiếm cũng như là đặt hoặc là đặt các thông số ảnh, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Thứ tự in. Thứ tự in ở đây có thứ nhất là select image, tức là chúng ta lựa chọn, chúng ta in những bức ảnh chúng ta đã chọn, hoặc là in nhiều ảnh, hoặc là đây một số những cái cài đặt riêng. Cài đặt ở đây thì có loại in tiêu chuẩn, hoặc là in theo cái số, index là theo một cái số ảnh ở đó, hoặc là in theo dạng là hai mặt, date có hiển thị date hay không, hoặc là thể hiện tên file hay không. Có khá nhiều tính năng chúng ta có thể lựa chọn. Và đây là photobook setup.
Prompt Setup có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một quyển sách mà trong đó có rất nhiều những cái ảnh mà chúng ta lựa chọn. Chúng ta chọn ảnh 1 này, ảnh 2 này, ảnh 3 này, và chúng ta ấn nút menu, chúng ta quay lại. Khi mà chúng ta quay lại thì đã hiện lên là Number of Images là 3 ảnh. Chúng ta vào Multi, Multi để chúng ta có thể lựa chọn được nhiều ảnh hơn. Vừa đấy là một ảnh, chúng ta quay lại menu. Như vậy là chúng ta đã có một cái photobook. Tab thứ hai liên quan đến việc là sửa ảnh. Đây là một cái tính năng tôi nghĩ là được dùng nhiều nhất. Chúng ta sẽ dùng những cái file ảnh RAW để chúng ta chỉnh sửa theo cái yêu cầu của chúng ta. Dòng đầu tiên đó chính là RAW Image Processing. Có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn một cái file ảnh RAW nào đó, ví dụ như ảnh RAW này, để chúng ta chỉnh sửa ảnh ngay trên máy ảnh. Chúng ta set OK. Muốn ấn OK, chúng ta nút menu và chúng ta tiến hành chỉnh sửa ảnh này bằng việc là chọn một trong ba tính năng này. Nếu không thích chúng ta cancel. Ở trong ví dụ này tôi sẽ chọn là Setup Processing JPEG. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái chức năng. Đầu tiên là Bright Adjustment, tức là chúng ta sẽ bù trừ sáng tối một chút làm sao cho nó vừa mắt. Ví dụ như tôi cộng 1.3. Phần dưới này đây là đang để chế độ ở trong nhà nhưng mà nó sẽ không phù hợp bởi vì chụp chụp ngoài trời. Thì tôi sẽ lựa chọn cái vị trí này, tức là tính năng Daylight. Picture Style thì là Picture Style Auto, có thể là nó sẽ không được chính xác. Tôi chụp chân dung vì thế tôi sẽ lựa chọn lại cái Picture Style này là Portrait. Clarity, nếu như chúng ta thấy rằng là ảnh chưa được sắc nét lắm thì chúng ta nên có một chút cái clarity. Ví dụ ở đây tôi sẽ lấy là 2. Còn ở đây là Auto Lighting Optimizer Source Setting, tức là tối ưu hóa ánh sáng. Thì chúng ta sẽ có một số cái lựa chọn ở đây. Lựa chọn là thấp tiêu chuẩn hoặc là cao, hoặc là chúng ta tắt nó đi. Ở đây tôi cảm quan tôi thấy cảm giác có vẻ để lâu một chút cho nó ok. NR ở đây có nghĩa là trong trường hợp mà các bạn chụp ảnh nó với cái ISO quá cao thì các bạn muốn giảm cái độ nhiễu đi. NR ở đây nghĩa là Noise Reduction, có nghĩa là giảm cái độ nhiễu. Thì nó sẽ có một số cái mức để các bạn lựa chọn. Nếu như mà quá nhiễu thì chúng ta để chế độ là 2 đi, để giảm nhiễu nhất có thể. Tất nhiên là khi mà làm như thế này chúng ta sẽ bị mất khá là nhiều những cái chi tiết không cần thiết. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đánh đổi. OK, tôi sẽ chọn Standard. Còn L ở đây là Image Quality. Image Quality là chúng ta sẽ điều chỉnh, chúng ta sẽ giảm cái dung lượng hình ảnh lại. Tất nhiên là cái kích thước của ảnh sẽ bị thay đổi theo. Tùy vào nhu cầu của các bạn có thể điều chỉnh lại. Và ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chọn là S1 để bức ảnh chỉ còn 5,9 m thôi. RGB là cái giải màu nào phù hợp. Tùy từ các bạn là nhu cầu nào các bạn sẽ đổi, tôi giữ nguyên như thế này. Còn ở đây là Lens Aberration Correction, có nghĩa là làm tối ưu về những cái yếu tố quang sai của cái ống kính, vì có khá nhiều ống kính có những cái độ méo rất là nặng, hay là độ flare, hay là gauss, cũng có khá nhiều cái tính năng hay là những cái điểm lỗi của nhiều máy ảnh. Vì thế mà sẽ có thêm cái tính năng Lens Aberration Correction này để triệt tiêu những cái lỗi của những ống kính đó. Ví dụ ở đây sẽ có phần Peripheral Illumination Correction, có nghĩa là về cái độ tối góc nó có thể sẽ xảy ra. Vì thế chúng ta sẽ bật hoặc tắt tính năng này lên. Còn đây là distortion, là cái méo hình. Nếu như ống kính nào bị méo thì các bạn là bật tính năng này lên để on off bằng việc chỉnh trái hoặc chỉnh phải. Đó. Bên dưới là Digital Lens Optimizer, tùy từng ống kính sẽ có cái tính năng này. Còn bên dưới ở đây là Chromatic, tức là nó bị đổ bóng. Ví dụ như của cái kính này nó sẽ có độ bóng, vì thế mà chúng ta sẽ tắt giảm đi. Tuy nhiên nó sẽ phù hợp hơn với những trường hợp mà bằng kim loại,
Còn trong trường hợp này nó không có kim loại thì nó với cả độ bóng nó sẽ ít hơn, chúng ta sẽ không dùng cái tính năng này. Tiếp nữa là tính năng là deep fraction correction, có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh cái hướng nào đó của cái bức ảnh. Có thể trong quá trình mà chúng ta chụp ảnh nó sẽ có sự lệch hướng nào đó, vì thế mà chúng ta sẽ bật hoặc tắt tùy vào những bức ảnh sẽ có những cái sự thay đổi nó rõ rệt hơn. Với bức ảnh này thì nó không được thể hiện rõ rệt lắm, như vậy tắt hoặc bật nó không có cái hiệu quả, vì thế tôi cứ để off. Và sau khi các bạn chỉnh sửa hết và cảm thấy ưng ý, chúng ta đến cái phần này chúng ta xếp lại, chúng ta sẽ lưu vào một file ảnh mới. Sau khi mà xong thì máy ảnh sẽ hỏi chúng ta là có quay lại để làm tiếp hay không. Nếu mà không, chúng ta no, có thì là yes, như tôi sẽ chọn là no. Và đây người ta sẽ hỏi là chúng ta quay về bức ảnh ban đầu hay là đến những bức ảnh mới tạo ra. Tôi cho về cái bức ảnh ban đầu. Mục tiếp theo là mục Creative Assist. Trong mục Creative Assist này chúng ta sẽ lựa chọn những bức ảnh nào mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Ví dụ như bức ảnh này, bức ảnh mà chúng ta đã sửa từ trước đấy, chúng ta sẽ ấn nút Set để tiến hành chỉnh phù hợp. Ví dụ như là Preset, tức là những cái ứng dụng mà đã có sẵn, chúng ta sẽ lựa chọn những cái nào sau đó phù hợp. Auto 1, Auto 2, cái này thì tối, cái này vàng quá, sáng quá, Vivid. Nó tùy vào nhu cầu của chúng ta mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái dạng preset nào đó nó phù hợp nhất. Ví dụ như chọn màu này. Nếu mà thấy sáng quá, tôi có thể vào Brightness, tôi giảm đi một chút. Vào Contrast, tăng Contrast đi một chút. Tăng quá thì cái phần Shadow nó bị giảm nhiều. Thì sang phần Saturation hoặc là Color Tone. Color Tone thì chúng ta có thể giảm một chút để tăng cái độ xanh lên, hoặc là muốn ấm hơn một chút, vàng hơn một chút thì chúng ta tăng độ Amber lên một chút, độ giảm màu da cam lên một chút. Tùy vào nhu cầu của chúng ta sẽ thay đổi sao cho phù hợp. Sau khi xong thì chúng ta sẽ tiến hành ấn nút Menu. Khi xong chúng ta muốn nhớ bức ảnh này thì chúng ta ấn cái nút như hiện trên màn hình, nút để chúng ta save nó lại. Nếu mà save lại thì chúng ta, nếu mà chúng ta thích ảnh này, chúng ta ấn OK thì sẽ lưu vào một cái file nào đó. Nó sẽ thể hiện rằng là sẽ lưu vào một cái folder có tên là 1039289, và chúng ta ấn OK để quay lại bức hình ban đầu. Quick Control Processing ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta xem một bức hình nào đó thì sẽ hiện lên phần Creative Assist hay là phần Raw Image Processing. Có nghĩa là những thao tác giống y như hai cái task này, hai cái menu này. Ví dụ tôi để Quick Control Raw Processing là Raw Image Processing. Khi tôi ấn nút Display thì nó sẽ hiện ra hình ảnh mà tôi muốn xem, và tôi sẽ ấn nút Set để hiện lên những cái menu mà tôi có thể ấn. Ví dụ như ở vị trí này đang thể hiện là Raw Image Processing. Lần trước chúng ta đã lựa chọn hiển thị khu vực này là Raw Image Processing, vì thế ở đây nó cũng sẽ hiện lên như vậy. Để lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn lan sang bên phải để biết rằng là chúng ta sẽ lựa chọn nào cho phù hợp. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa ảnh để biến thành một file JPEG, và chúng ta có những cái thao tác tương tự. Tiếp theo bên dưới đó chính là Cloud Raw Image Processing. Đây là một cái tính năng dùng cho việc đưa ảnh file RAW lên một cái cơ sở dữ liệu đám mây, giúp chúng ta lưu được ảnh trên mạng và có thể thao tác ảnh ở tất cả những cái thiết bị mà có kết nối với Cloud. Bên dưới là Playback Creative Filter. Đây là một cái tính năng mà những cái máy ảnh nào có được cái tính năng filter như tôi chia sẻ ban đầu đó thì sẽ có tính năng này. Ví dụ như Canon R8, Canon R6 Mark II hay là Canon R50, R10 thì có tính năng này. Chúng ta ấn nút Set để vào,
Và chúng ta thấy có những cái tính năng ở đây, ví dụ như là grainy black and white. Click vào đây chúng ta sẽ có những cái cấp độ tương ứng. Tất cả các tính năng của cái filter này đều có 3 cấp độ, nó là low, standard và high. Chúng ta thích cái nào thì chúng ta ấn set để chúng ta lưu lại. Còn nếu không thích chúng ta quay lại bằng cách ấn menu. Tiếp nữa là sharp làm cho ảnh mờ, cũng có 3 cấp độ. Tiếp đến là fish eye effect, một cái hiệu ứng mắt cá. Cái này chắc mọi người đều biết, làm cho bị méo hình. Tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ không phù hợp đối với ảnh chân dung như thế này. Tiếp đến là Art Bold Effect. Đây là một dạng giống như màu khá là gắt, nhưng mà đối với ảnh chân dung thì nó cũng không phù hợp. Tất nhiên tùy vào cái cảm quan của mỗi người, chúng ta sẽ có những cái màu sắc phù hợp. Còn đây là hiệu ứng màu nước, cũng không phù hợp. Toy Camera Effect. Đây là một dạng mà các bạn đừng tưởng đây là một cái dạng màu cổ nhé. Đây là một cái hiệu ứng giống như một máy ảnh camera trò chơi. Thường nó sẽ tập trung nét ở giữa và xung quanh nó bo gọn lại, giống như kiểu nó bị tối góc lại. Bởi vì cái máy ảnh của trẻ con thì nó không phải là full frame, mà nó chỉ là một cái góc nhìn, một cái gương, và nó bo tròn lại bằng một cái ống nhòm. Vì thế mà nó có hình dáng giống như là bị tối góc. Và sẽ có một số cái loại tông màu để chúng ta lựa chọn. Đối với ảnh này có lẽ tông màu standard có vẻ là hợp lý hơn. Ok, tôi chọn set và tôi nhớ nó lại. Nhưng mà nếu mà lưu lại file mới thì bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta còn một số những cái ứng dụng khác nữa. Ví dụ như đây là Miniature Effect. Đây là một cái ứng dụng, một cái hiệu ứng làm cho ảnh sắc nét ở một cái vị trí trong cái khung hình đang di chuyển và mờ ở bên trên. Tuy nhiên đối với ảnh chân dung thì nó sẽ không phù hợp, và nó sẽ phù hợp cho việc là chụp cảnh. Chụp cảnh ở đây ví dụ như là ở giữa sẽ là những cái gì đó nó rất là nét, và xung quanh mờ, nó tạo cho hiệu ứng là chụp một cái gì đó nó như là tí hon ấy. Vậy thì đối với định dạng này chúng ta sẽ, với cá nhân tôi thấy là Toy Camera Effect nó sẽ phù hợp hơn. Mà tôi sẽ lựa chọn cái này, tôi sẽ lưu lại thành file ảnh ở đây. Ok, như vậy đã lưu xong. Như vậy đấy là đã xong về cái tính năng là Playback Creative Filter. Ngoài ra chúng ta còn có một số các tính năng khác như là Resize hay là Cropping. Resize chúng ta là thay đổi về mặt kích thước, kích cỡ của ảnh, và vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ hình trong cái ảnh đó. Ví dụ các bạn thấy rằng là đối với Canon R8 như thế này sẽ có 3 cái loại size như M, S1 và S2, và cái kích thước chiều ngang và chiều dọc thay đổi, tuy nhiên cũng sẽ giữ nguyên được cái tỷ lệ hình trong ảnh. Chúng ta ok thì chúng ta sẽ lưu lại. Đó, máy sẽ thông báo. Còn một cái tính năng nữa là cropping. Cropping đây là cắt một cái góc nào đó của hình ảnh. Ví dụ ảnh nó to nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Để điều chỉnh cái này thì chúng ta di chuyển trái phải lên xuống bằng cái nút điều hướng. Chúng ta có thể dùng cái núm xoay ở cạnh cái nút chụp. Tùy từng máy ảnh sẽ có những cái vị trí xoay khác nhau. Đấy, nhưng đối với máy ảnh Canon R8 thì nó là cái nút nằm ngay bên cạnh cái nút chụp. Đó là để phóng to thu nhỏ. Còn di chuyển trái phải thì bằng nút điều hướng. Nếu như muốn đổi sang những cái vị trí ở bên trái như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái phím xoay phụ, ví dụ như strengthen the image, nghĩa là nó liên quan đến cái việc hình ảnh nó cong, hình ảnh nó nghiêng, chúng ta sẽ làm thẳng lại hình ảnh. Khi mà chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta sẽ ấn nút set hoặc nút ok, và trong trường hợp này chúng ta sẽ xoay, chúng ta sẽ chọn như này, và chúng ta sẽ xoay. Nút trái phải lúc này cũng sẽ là nút để quay nghiêng. Bên cạnh là nút về các tỷ lệ khung hình, chúng ta nút ok để thay những cái khung hình cho phù hợp. Sau khi ok chúng ta di chuyển sang phần tiến hành crop và nhớ nó lại. Ok, đó là cropping. Tiếp theo là đến cái các chức năng khác như HIIF, JPEG conversion, rồi là làm những cái slideshow. Trong slideshow, trong ảnh, trong máy có bao nhiêu ảnh, nó sẽ áp dụng để chiếu slideshow tương ứng, và chúng ta có thể set up bằng cách là quy định cái thời gian hiện của mỗi bức ảnh là bao nhiêu giây, và có quay lại liên tục hay không. Chúng ta có thể bật hoặc bây giờ là tắt, tức là tắt đi thì chỉ chiếu một lần thôi. Tiếp đến là set image search condition, có nghĩa là chúng ta đặt cái điều kiện để tìm kiếm. Nếu mà ấn nút sao thì sẽ tìm kiếm tất cả, còn nút sao tìm kiếm về thời gian, tìm kiếm về folder, hoặc cái nào bị khóa, hoặc là có file ảnh, ví dụ still là ảnh nhé, hoặc là tìm file raw, hoặc là tìm file
Ảnh mà có bao gồm cả file RAW hoặc là RAW và JPEG hoặc là RAW và HEIF. Nó rất nhiều những cái tính năng mà chúng ta có thể dùng để lựa chọn. Để mà lựa chọn như thế này thì khi chúng ta chụp hình, chúng ta thích ảnh nào, chúng ta có thể sẽ đánh dấu ngay khi mà chúng ta ấn nút hiện lên, nút Display. Ok, View from last scene enable có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta xem 100 bức ảnh, xem đến bức ảnh thứ 20 rồi nhưng mà chúng ta lại phải chụp tiếp, thì khi mà chúng ta quay để xem lại thì nó sẽ hiện lại những cái hình như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo một cái ảnh mới thì nó sẽ bắt đầu từ cái ảnh mới nhất. Magnification nó giống như là một cái dạng là nhân lên, nhân 4, nhân 8, nhân 10. Tức là mỗi lần zoom thì nó sẽ zoom lên bao nhiêu lần. Ví dụ đây là 2x, tôi sẽ 10x thì nó sẽ nhân thành bao nhiêu lần. Chúng ta sẽ thử nghiệm xem. Ban đầu là 2x, bây giờ tôi vừa chuyển thành 10x và bây giờ hãy thử xem nó sẽ nhân như thế nào. Rất là to đúng không ạ? Ngày trước chỉ bằng một phần của khung hình thôi, nhưng mà đây một phát 10 lần, nó rất là to. Tùy vào nhu cầu của chúng ta sẽ có những cái quy định nhân lên bao nhiêu lần. Tiếp theo là chúng ta sẽ quy định được là tiếp theo là chúng ta có thể gán cho mỗi lần dùng cái phím xoay như hình ấy, thì nó sẽ đi một lúc bao nhiêu ảnh. Bạn thiết lập mặc định là 10 ảnh nhưng mà chúng ta có thể thay đổi bằng cách khác, bằng một ảnh cũng được hoặc 10 ảnh. Còn đây là nhảy, khi mà chúng ta xoay cái phím này nó sẽ nhảy đến một cái số cụ thể nào đó, hoặc khi mà xoay phím này nó sẽ thể hiện ngày hoặc là theo folder hoặc là chỉ hiện những cái phim thôi, hoặc là chỉ hiện những bức ảnh, hoặc là những cái nào mà được khóa, hoặc là những cái nào được đánh sao, hoặc là những cái nào mà nó là dạng ảnh đầu tiên của những bức tranh đó, những khung hình đó. Ví dụ như là có những cái máy ảnh có tính năng là digit mode, đặc biệt là như Canon R8 cũng có tính năng này. Tiếp theo là playback information display, là tất cả những cái thông tin nào, ví dụ như chúng ta xem ảnh ấy, chúng ta thường ấn nút info để hiện hình ảnh, và mỗi lần ấn nút info nó sẽ hiện lên những cái thông số như thế này. Chúng ta không thích thông số nào chúng ta bỏ tích đi, nó không cần thiết bỏ tích đi. Còn tất nhiên chúng ta nếu mà cần thì chúng ta cứ bật lên thôi. Ok, highlight alert nó sẽ hiển thị cho chúng ta là cái chỗ nào nó quá sáng, bởi vì khi mà chúng ta biết quá sáng như thế chúng ta sẽ phải chụp lại. Hoặc đây AF point display, nhiều khi chúng ta xem hình xong thì chúng ta không biết rằng là điểm nào là điểm lấy nét chính lúc mà chúng ta ấn nút chụp, vì thế mà sẽ cần thiết cho cái việc là thể hiện cái AF point, bởi vì nhiều khi chúng ta chụp xong chúng ta không biết là đã chụp đúng hay chưa, vì thế cái tính năng này nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta có thể quyết định xem có phải chụp lại hay không. Playback grid nó thể hiện một cái đường kẻ, đường dọc ngang để chúng ta xem bố cục ok hay không. On off, đây vấn đề này, cái này là để xem bố cục nó ok hay không. Movie play count là có thể hiện cái thời gian của thước phim hay không. Đây còn có là time code nữa, HDMI, HDR, HDMI, HDR output off hay on, tức là cái hình ảnh chiếu ra như này nó sẽ hỗ trợ cho việc là thể hiện hình ảnh HDMI, HDR hay không. Vì đối với những ảnh HDR, tức là High Dynamic Range ấy, thì sẽ cần những cái thiết bị trình chiếu nó phù hợp thì nó mới thể hiện hết được những cái chất liệu của những bức ảnh HDR. Đây là toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến việc là hậu kỳ của máy ảnh Canon R8, và tôi tin rằng có rất nhiều máy ảnh có những cái tính năng tương ứng ở đây. Có thể có cái này hoặc có cái khác nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp cho các bạn khi các bạn muốn hậu kỳ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các bạn trong một video khác.